Nằm trong kế hoạch tuyển quân của đội dự tuyển bóng đá nữ trẻ U13 quốc gia năm 2020, trong ngày 8 tháng 7, chuyên gia Nhật Bản Akira Iziri cùng các cán bộ tuyển chọn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có mặt tại Huế để trực tiếp đánh giá năng lực và lựa chọn những em nữ có đam mê và tiềm năng đang ở độ tuổi học sinh trung học cơ sở. Cùng tham gia tuyển chọn với huấn luyện viên Akira Iziri còn có các trợ lý là cựu tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Thị Mai Lan, Văn Thị Thành và Nguyễn Thị Xuyến. Tỉnh Thừa Thiên Huế là địa điểm tuyển chọn thứ tư trong số 5 điểm ở đợt 1 của kế hoạch tuyển chọn. Các đợt tuyển chọn trước đó diễn ra ở các địa phương Hà Nam, Nghệ An và Quảng Ngãi. Ban tuyển chọn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá Huế tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa về sân bãi, liên hệ với các địa phương trong tỉnh Thừa Thiên Huế để ra soát, chọn lọc và đưa các thí sinh đến dự tuyển. Trong sáng 8 tháng 7, gần 30 em đến từ các địa điểm trong tỉnh như các huyện Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang, thị xã Hương Trà, Hương Thủy, thành phố Huế hay huyện miền núi vùng sâu vùng xa Phong Điền đã có mặt tại sân vận động Tự Do từ sớm để tham gia các bài kiểm tra đánh giá năng lực. Nhận xét sơ bộ về buổi tuyển chọn ngày hôm nay, huấn luyện viên Akira Iziri đánh giá cao sự cố gắng của các em học sinh tại Huế. Các em đến dự tuyển đều đã rất cố gắng, nhiệt tình tham gia mặc dù thời tiết nắng nóng. Công tác tổ chức tuyển chọn với sự tạo điều kiện và hỗ trợ của Liên đoàn bóng đá Huế đã diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Chuyên gia Akira Iziri cũng cho biết, mục tiêu của đợt tuyển chọn này là để tìm kiếm cầu thủ trẻ, xây dựng lực lượng cho đội dự tuyển bóng đá nữ trẻ U13 quốc gia. Tuy nhiên, mục tiêu lớn hơn là làm cho bóng đá được nhân rộng đến thật nhiều bạn nữ ở Việt Nam, cho các bạn thấy vui khi chơi bóng. Chỉ tiêu tuyển chọn năm nay cho đội là 30 bạn ở độ tuổi 2007 và 2008, huấn luyện viên Akira Iziri cho biết. Theo kế hoạch, ngày 11 tháng 7, tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội, sẽ diễn ra thêm một đợt tuyển chọn cuối cùng trước khi bước vào vòng kiểm tra trong các ngày 16 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 để lựa ra 30 vận động viên cho đội dự tuyển nữ trẻ U13 quốc gia.